tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Cô Bắc, và đây là giao lộ Cô Bắc và Đề Thám. Thì thẳng hướng qua đây chúng ta sẽ đi về đường Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thái Học cầu Ông Lãnh. Và nếu chúng ta quẹo trái là đi ra chợ Cô Giang, và quẹo phải ra chợ Cô Giang, và quẹo trái ra đường Trần Hưng Đạo, rạp Hưng Đạo, nhà thờ Tinh Lành. Ngày xưa có bánh mì Vạn Kim đó, rạp không phải rạp đâu mà rạp Nguyễn Văn Hảo. Theo hướng này là mình sẽ ra rạp Nguyễn Văn Hảo nè. Ngày hôm nay là rạp Công Nhân đó. Và bên tay phải chúng ta đó là con đường Đề Thám đi đến chợ Cô Giang và đi ra bến Trương Dương. Và hành trình hôm nay mình sẽ đi một vòng đường Cô Bắc ra đường Cô Giang, đường Cô Bắc đến đường Nguyễn Thái Học và ra chợ Cô Giang, để mình nhìn lại một cái hình ảnh của một cái ngôi chợ đã hình thành từ rất là lâu rồi, 70-80 năm, gần 100 năm ở Sài Gòn này. Và ngày hôm nay chúng ta cũng đã nói lời chia tay với cái ngôi chợ này, với hình ảnh này. Vài ngày nữa sẽ không còn, và những hàng rau, hàng cá, hàng thịt thì ngày hôm nay sẽ chỉ còn là những ký ức. Và bên trái chúng ta đó là số nhà 70 Cô Bắc, và nhà nha khoa. Và ngày xưa thì có một cái dãy phố đồng kiến trúc ở bên tay trái chúng ta, nhưng mà ngày nay chỉ còn một vài nhà thôi. Nhà này chúng ta thấy còn có chữ Long, không biết ngày xưa thì nhà này là như thế nào mà bây giờ còn có một chữ Long ở trên nhà, ở trên mái nhà này. Các anh chị thấy không? Rồi chúng ta tiếp tục nha. Mình sẽ đi thẳng rồi đến đường Nguyễn Thái Học, chúng ta sẽ quẹo phải. Ngôi chợ này được hình thành từ những thập niên trước năm 75, và cho đến ngày hôm nay ngôi chợ vẫn không có một cái nhà lồng chợ, nên thành ra bây giờ chúng ta phải nói lời chia tay để đổi lấy một cái đô thị mới. Còn bên tay trái chúng ta đó là một cái hẻm 135, cuối hẻm là đường Trần Hưng Đạo và rạp Nguyễn Văn Hảo. Và hôm nào chúng ta sẽ thực hiện cái video trong hẻm 135 này, và để xem trong đó có bán cái gì nha. Bình thường thì ở cái đoạn này bán rất là nhiều rau cải, rồi hành, tỏi, ớt, nhưng mà ngày nay thì đã vắng rồi, do một số hộ người ta đã nghỉ sớm, di dời sớm. Và một cái theo nhiều cô chú anh chị chia sẻ thì một cái tiểu thương ở đây không còn bán nữa thì sẽ được bồi thường là 39 triệu nếu mà mình đi sớm trước tháng 10, trước ngày 1 tháng 10 thì sẽ được thêm 5 triệu nữa, đó là 44 triệu. Đó là sự chia sẻ của các cô chú anh chị tiểu thương ở ngoài chợ thôi, còn thực tế thế nào thì chúng ta không rõ cho lắm. Thì hôm nay mình chỉ thực hiện những cái video mang tính chất hoài niệm khi chợ không còn.
và sau này mình có dịp nhìn lại kỷ niệm của chúng ta một thời gắn bó và buôn bán ở đây. Phía trước mặt mình đó là đường Nguyễn Thái Học, và khi mình rao quẹo trái thì sẽ đến trường Minh Đức và đến phố Tây Bùi Viện. Rồi bên tay phải ta đó là cái hướng lên cầu cầu Ông Lãnh ngày nay. Chợ Cầu Muối thì có từ rất lâu rồi, nhưng mà bây giờ cái chợ Cầu Muối chỉ là cái địa danh thôi. Còn nếu mà chúng ta đi ngang thì không có hình dung được cái ngôi chợ, không thấy được ngôi chợ, tại vì có những cái còn lại vài tiểu thương họ bán ở trong những con hẻm thôi, không có nhà lồng chợ gì cả, nên mình sẽ không thấy được ha. Và chúng ta nhìn bên tay trái đó là ngôi trường Bồ Đề năm xưa, và ngay cái mặt đường Phan Văn Trường ngày hôm nay kế bên một cái nhà thờ. Có lẽ cái video này sẽ rất là dài, từ vì cái chợ cũng tương đối dài mà nó lại nhiều đường nữa, nên thành ra video này sẽ có hai đoạn ha. Một đoạn em đi Cô Bắc qua Nguyễn Thái Học đến đường Cô Giang, và một cái video nữa đó là chợ Cô Giang ở đường Đề Thám. Trước giờ chúng ta chỉ đi một vài khu thôi, một vài sạp, một vài điểm thôi, thì hôm nay em sẽ thực hiện toàn diện cái ngôi chợ này để bà con mình có dịp xem lại, và chúng ta cùng nhớ về ký ức về Sài Gòn ngày xưa, nơi đó có chợ Cô Giang cái thời mà còn đường Mờ Mia, đường đường tên tiếng Pháp, đường Cô Giang ngày xưa đó. Đầu đường có một cái cửa hàng tiện hàng, và chúng ta thấy bắt đầu từ đây là chợ Cô Giang, bên mặt đường Cô Giang, và bên kia đó là đường bến Hàm Tử, ở bến Trương Dương chứ. Rồi chúng ta sẽ đi từ đoạn này đây có xe bán cây kiển nè, họ chở theo một cái vườn bông, bông 10 giờ rồi hoa sứ rồi kia tắc, có nhiều bông lắm. Và ngay khu vực này có đình Ông Hổ, đình Nhân Hòa, và đi thẳng chúng ta sẽ đến đường Quỳnh Quang Tiên ngày xưa, và bây giờ là đường Hồ Hảo Hớn ha. Đình Nhân Hòa của chúng ta bên tay trái, và mình đi thẳng lên trên kia là ngã tư giao lộ Đề Thám và Cô Giang. Thì chợ nhìn chung thì không có đông lắm, bởi vì có một số tiểu thương họ đã di dời hết rồi, chỉ còn lại một vài người thôi. Có lẽ bữa nay là bữa cuối rồi, ngày mai chắc còn rất ít người bán. Và ngôi chợ chúng ta chỉ nằm ở trên một cái con đường như thế này thôi. Nếu mà cô chú anh chị và các bạn có nghe tên chợ Cô Giang thì
chúng ta cũng hình dung được chợ Cô Giang như thế nào ha. Ở đây bán những cái quần áo nè, bánh mì, bánh đèn hồng vân, rất là đông. Rồi bên kia là quầy ăn uống. Rồi chúng ta sẽ qua bên đường ha, vì bên đường đông hơn. Biết đâu trong những hình ảnh này cô chú anh chị lại gặp được những người thân của mình. Bán cá. Tới quầy nèo, quầy khô, rồi đến quầy rau. Còn 5 tờ vé số con chuột 295. 295 còn 5 tờ mấy ngàn tiền trên. Còn 5 tờ vé số con chuột 295. 295 còn 5 tờ mấy ngàn tiền trên. Và đây là giao lộ Đề Thám và Cô Giang. Bên ở đây chúng ta thấy có một cái sạp kháng bông bên đường nè. Và nơi đó có một cái căn nhà rất là nhỏ. Và có lẽ xong qua chợ này thì cô chuẩn bị xây lại nè. Và thẳng hướng này chúng ta sẽ ra bến Trương Dương, cái lộn bến Trương Dương, bến Hàm Tử hoài. Bà con thông cảm nha, chút xíu nữa chúng ta sẽ đi con đường Đề Thám đó. Và bây giờ mình tiếp tục đi thẳng đến cái đường Cô Giang. Và cái đoạn này lúc nãy chúng ta ăn sáng ở đây nè. Và nơi đây có bún thịt nướng, rồi buổi tối có bán chè, rồi phía sau bún thịt nướng là quầy hủ tiếu. Bún thịt nướng. Theo cô bán chè chia sẻ thì không biết sau khi nghỉ bán thì cô sẽ làm gì đây. Cô nói có lẽ là sẽ đi về về quận 2 ở và nghỉ bán luôn. Còn một số anh chị khác thì nghỉ vài ngày và không biết, họ nói là không biết sẽ bán ở đâu. Nhưng mà có lẽ cũng có cách giải quyết thôi. Cũng có nhiều cái chợ như chợ Hòa Bình. Hòa Bình cũng có rất là nhiều sạp trống á, thì chúng ta có thể vô đó để bán. Nhưng mà sợ mình không quen thôi. Và bên cánh trái, tay trái chúng ta đó là hẻm 103. Đi vô hẻm có nhà sư phụ và nhà chú Dũng. Và trong đây có một cái quán hủ tiếu, đó là hủ tiếu anh Dìn, quán hủ tiếu không tên. Đã giờ vô nhà rồi ha, 103/4 Cô Giang. Và bên tay phải chúng ta ngày xưa đó là chung cư Cô Giang, nhưng mà chung cư đã không còn nữa rồi. Chuẩn bị đổi lấy hình ảnh của cái building Novaland. Ồ, lại dâu Đà Lạt hả? Dâu Tây Đà Lạt. Đó. Dâu Việt Nam thì nhìn nó không có mọng nước như dâu ở Hàn Quốc. À,
đây những cái sạp bán quần áo rồi bánh nước. Đối diện bên đây đó là hình ảnh của những người bán anh chị bán cá, và phía sau đó là hãng Isuzu ngày xưa, và trước đó nữa là hãng thuốc Mia trắng. Do là camera không thể nào view hết toàn cảnh nên thành ra chúng ta nhìn qua nhìn lại, bà con thông cảm. Để muốn nhìn lại hết tất cả những tiểu thương anh chị ở đây thì chúng ta phải clear qua clear lại. Để sau này buồn lên mạng coi lại hình ảnh của chợ Cô Giang như thế nào. Wow, xinh. Một ngôi chợ gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều cô chú anh chị. Trong đó cũng có bạn đồng nhỏ, đây có chị bán giò cháo quẩy, và nơi đây có một cái chị bán hủ tiếu, hủ tiếu chay, và bữa nay ngày chay bán rất là đông. Và nơi đây là cổng trường của trường tiểu học Lương Thế Vinh. Trường Lương Thế Vinh ngày xưa là hãng cao su, và ngôi trường này có 3 cấp luôn, cấp 1, cấp 2, cấp 3 luôn. Và nhìn bên đường có một cái khu vui chơi cho con nít ở số 141 Cô Giang, và chú cũng đã ở đây rất là lâu rồi, biết bao nhiêu đời tuổi thơ đã chơi thú nhúng ở đây. Và kế bên có một cái nhà xanh xanh, đó là nhà số 145, 147 Cô Giang. Và kế đến là chùa Linh Sơn, đình Linh Sơn ngày xưa. Và hôm nay đình đang xây lại. Bộ mặt mới của ngôi chùa Linh Sơn ngày nay. Ồ, nho không hạt 30.000 ký. Đây có nho đen, nho nâu, nho xanh, rất nhiều nho. Đây là hẻm 147, hẻm cùng, và đầu hẻm có những anh chị bán rau, bán cơm tấm. Kế bên chùa Linh Sơn. Chúng ta đi tiếp tục ha, để xem trên kia còn bán gì không ha. Đây là ngã ba Nguyễn Khắc Nhu, và đi thẳng đây là rạp Hương Đạo đó, Nguyễn Cư Trinh. Một lần nữa công ty của chúng tôi xin cảm ơn bà con bác đến xem và đã ủng hộ.
Và mình nhìn bên tay trái thì có nhà của anh chị, nhà chị My nè. Chúng ta cùng nhìn lại khung cảnh để biết đâu trong những hình ảnh này mình lại thấy được người quen, người thân. Kế bên là cái nơi dạy đàn, dạy học đàn nè. Và cái salon ngày xưa bây giờ đổi tên sang gia chủ khác nè. Chúng ta đi tiếp nha. Có nhiều người nói hồi đó giờ ở gần chợ quen rồi, đi chợ quen rồi, bây giờ cái chợ này không còn nữa thì không biết giờ bữa sẽ đi chợ ở đâu, mà cũng thấy rất là buồn. Và người bán thì nói là tụi bán ở đây quen rồi và nhà bữa nữa đi chợ khác, thì tôi cũng không biết có quen hay không và không biết có bán được hay không và không biết chi phí như thế nào. 10 đi chợ cũng có nỗi buồn và người bán ở ngoài chợ cũng có nỗi buồn, mà chắc có lẽ chúng ta phải thích nghi thôi. Tại vì cái gì cũng rồi sẽ thay đổi, không có cái gì là vĩnh cửu cả. Chợ Cô Giang thì đến đây thì cũng đã hết rồi. Một ngôi chợ hình thành trên con đường Cô Giang và len theo những cái khoảng trống của cái vỉa hè mà họ bán thôi. Và trung tâm là ở ngay giao lộ Đề Thám và Cô Giang. Nơi đây cũng có rất nhiều căn nhà xưa. Rồi một số hình ảnh ở chợ Cô Giang, trên đường Cô Giang gửi đến cô chú anh chị và các bạn. Và chúng ta sẽ gặp nhau ở tiếp tục trên cái cung đường Đề Thám nha. Mình sẽ đi ngoài bến Trường Dương đi vô hẻm chùa Pháp Thông nè. Thẳng cái hẻm này mình sẽ đi ra được cái bến Trường Dương luôn đó. Nên ở đây có cháu lòng bà Út nè. Cháu lòng bà Út đây. Khung cảnh buổi sáng ở Sài Gòn, khu vực hẻm 200. Đây là hẻm 200 của anh chị. Ngày xưa thì em cũng có đi vô cái hẻm này rồi nè. Và hôm nay có dịp chúng ta lại nhìn lại nhân cái chuyến đi ra chợ. Hẻm thì rất là vắng ha. Hẻm cùng thôi. Chỉ có vài căn nhà thôi. Hẻm rất là yên tĩnh, sạch sẽ, thoáng mát. Thông qua đây thì em cũng xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã cùng em đi đến những cái cung đường, những cái hàng quán, những cái chợ. Và em cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị những cái chia sẻ, những cái like. Em rất là trân trọng những cái điều đó. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúng ta sẽ gặp nhau tiếp tục ở chợ Cô Giang, ở mặt đường Đề Thám, xóm nước mắm, xóm tỉnh ngày xưa. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bây giờ chúng ta nói là đình Quỳnh Quang Tiên ngày xưa đó. Rồi bây giờ là Hồ Hảo Hớn.